Để tạo tiêu đề và chú thích cho đoạn phim, chúng ta sẽ tạo một title bằng new title. Mình sẽ nhập tên của title. Cửa sổ title, chúng ta sẽ có một số công cụ để nhập text. Bạn chọn. Chữ. Bạn sẽ chỉnh sửa phông chữ. Có thể dùng những title style có sẵn. Thể thiết lập một số hiệu chỉnh riêng của mình. Thay đổi vị trí. Title bạn vừa tạo. Lít. Đóng. Và kéo title xuống. Video chắc 2. Khi đó trên màn hình review sẽ xuất hiện title. Để tạo hiệu ứng chữ chạy bên dưới đoạn phim như trong một số chương trình truyền hình, chúng ta sẽ tạo một title. Nhập tên. Một title chúng ta sẽ nhập chữ. Có được dòng chữ, chúng ta sẽ nhấp chọn Option Scroll và Start of Screen. Nhấp OK. Sau đó chúng ta sẽ xem thử. Kéo đoạn phim Scroll xuống. Video 2. Và bạn chạy thử để kiểm tra. Trời ơi. Sau khi kiểm tra kết quả, nếu như không vừa ý, bạn có thể chỉnh sửa bằng cách nhấp đúp. Bạn sẽ chọn chỉnh sửa lại hiệu ứng run ngang từ bên trái hoặc là từ bên phải. OK. Sau đó tắt cửa sổ title. Nhấp Play Movie để kiểm tra lại.